Trở lại cùng với quý khán thính giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại Trọng Thắng. Tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Mở đầu là tin từ nước Đức cho biết là một cụ bà âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế. Một cụ bà 75 tuổi đã bị cáo buộc cầm đầu một nhóm cực hữu lên kế hoạch bắt cóc Bộ trưởng Y tế của Đức và đã bị cảnh sát bắt giữ. Công tố viên của Đức trong ngày 13 tháng 10 cho biết là các nhà điều tra đã bắt giữ bà Elizabeth, 75 tuổi, ở tiểu bang miền đông Saxony. Nghi phạm thứ 5 trong vụ âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Đức là ông Karl Lauterbach và được cho là người cầm đầu kế hoạch này. Âm mưu này đã bị phát hiện hồi đầu năm khi cảnh sát bắt 4 người đàn ông bị cáo buộc là chuẩn bị các vụ tấn công gây nổ và hành vi bạo lực khác, cũng như là âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Lauterbach. Đây là nhóm cực hữu Reichsbürger phủ nhận sự tồn tại của nhà nước Đức hiện đại, phản đối các thể chế dân chủ của Đức cũng như là biện pháp ngăn dịch COVID-19 của chính phủ. Nghi phạm Elizabeth R, người bị cáo buộc tham gia nhóm này từ tháng 1 năm 2022. Theo công tố viên, mục tiêu chính của nhóm là gây tình cảnh giống như là cuộc nội chiến ở Đức, dẫn đến việc lật đổ chính phủ liên bang và nền dân chủ nghị viện. Nhóm này được cho là có ý định đạt mục đích bằng cách phá hủy các cơ sở phát điện để gây mất điện trên toàn quốc. Ngoài ra, thì Bộ trưởng Y tế Lauterbach sẽ bị bắt cóc nếu cần thiết và họ sẽ giết các vệ sĩ của ông ta. Nhóm có một nhánh do bà Elizabeth O, 75 tuổi, cầm đầu. Nghi phạm này cũng đã bị cáo buộc là tham gia nỗ lực chiêu mộ thành viên mới, mua vũ khí và chất nổ. Khi âm mưu này bị phanh phui hồi tháng 4, thì Bộ trưởng Y tế Lauterbach nói là ông đã được cảnh sát bảo vệ vì bị nhắm mục tiêu. Theo Bộ trưởng Y tế nước Đức, một số người biểu tình chống lại biện pháp ngăn ngừa COVID-19 đã trở nên rất nguy hiểm và có ý định gây bất ổn cho nhà nước cũng như là nền dân chủ của quốc gia. Sang qua bản tin từ Anh Quốc cho biết là một nữ y tá phải ra hầu tòa với cáo buộc là sát hại 7 trẻ sơ sinh. Tin từ London, tòa đại hình Manchester đang xét xử nghi phạm là Lucy Letby, một nữ y tá 32 tuổi, người bị cáo buộc gây ra hàng loạt các ca tử vong của trẻ sơ sinh trong thời gian mà cô này làm y tá tại khoa sơ sinh Bệnh viện Chester phía tây bắc của nước Anh tính từ tháng 6 năm 2015 cho đến tháng 6 năm 2016. Công tố viên của tòa án là ông Nick Johnson đã cho bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa biết rằng sức khỏe của nhiều em bé vốn không có tiền sử bất ổn định thì bất ngờ lại xấu đi. Một số trẻ em từng ốm yếu nhưng đang hồi phục lại bất ngờ trở nặng mà không rõ lý do. Tình trạng này đã khiến cho y bác sĩ và các điều tra viên nghi ngờ là có một kẻ chuyên đầu độc trẻ em tại bệnh viện này. Công tố viên Johnson cho biết là một em bé sinh non được gọi là bé A đã qua đời hồi tháng 5 2015 là nạn nhân đầu tiên của y tá Letby này. Bác sĩ nhận thấy da của bé A có sự đổi màu kỳ lạ, nhưng khám nghiệm tử thi thì không xác định được nguyên nhân mà cậu bé tử vong. Một chuyên gia nhận định là bé A có thể đã bị tiêm không khí vào máu. Theo công tố viên, thì em bé B là em gái song sinh của em bé A cũng nằm trong phòng cấp cứu vì mức oxy thấp nguy hiểm khoảng 28 tiếng sau khi anh trai qua đời. Y bác sĩ đã liên tục hồi sức cấp cứu cho cháu B và cháu bé đã sống sót. Tuy nhiên, công tố viên Johnson cho biết là các trường hợp tử vong liên tục xảy ra sau đó đã cho thấy đây không phải là tai nạn. Công tố viên cho hay số trường hợp tử vong gia tăng hoặc là tình trạng trẻ em diễn biến xấu nghiêm trọng tại bệnh viện Chester đã diễn ra trùng với lịch làm việc của nghi phạm Letby. Công tố viên Johnson cáo buộc khi sát hại một đứa trẻ bất thành thì Letby sẽ thử lại và cô này bị cáo buộc là từng tìm cách giết một em bé đến 3 lần. Đến lần thứ 4, em bé tử vong và Letby còn gửi một thiệp chia buồn đến bố mẹ của bé này. Nghi phạm đã bị cảnh sát Chester bắt để thẩm vấn 3 lần và bị truy tố hồi tháng 11 năm 2020 liên quan tới cái chết của 7 đứa trẻ. Tiếp nối là bản tin khoa học cho biết là phục hồi thị lực ở chuột bị mù.
Các nhà khoa học của Hoa Kỳ đã tìm ra cách điều trị bệnh mù bẩm sinh gọi là Leber ở chuột trưởng thành và mở đường cho việc điều trị ở trên người. Các nhà khoa học từ trường Đại học California, trường Y khoa và khoa học sinh học Irvine đang nghiên cứu một phương pháp điều trị cho bệnh mù bẩm sinh gọi tắt là LCA. Thuật ngữ này đề cập tới một nhóm các bệnh võng mạc di truyền được phân biệt bởi sự suy giảm thị lực nghiêm trọng trong lúc sinh ra đời. Bệnh LCA bắt nguồn từ đột biến ở bất kỳ gene nào trong số hơn 20 gene gây ra sự thoái hóa hoặc là rối loạn chức năng nhận cảm ánh sáng của võng mạc, sử dụng các hợp chất hóa học nhắm vào võng mạc được gọi là retinol tổng hợp, có thể khôi phục được thị lực đáng kể ở trẻ em bị bệnh này. Nhóm của trường đại học UCI muốn tìm hiểu xem liệu phương pháp điều trị đó có thể tạo ra sự khác biệt cho những người trưởng thành bị mắc bệnh này hay không. Theo giáo sư Sunny Gandhi từ Trung tâm Sinh học Thần kinh của trường đại học UCI, ông cho biết là khả năng nhìn không chỉ đòi hỏi võng mạc còn nguyên vẹn và hoạt động, nó bắt đầu từ mắt và sau đó truyền tín hiệu đi khắp não bộ và cuối cùng thì đến các mạch trung tâm của não, nơi nhận thức thị giác thực sự phát sinh. Cho đến nay thì các nhà khoa học tin rằng não phải nhận được những tín hiệu đó từ thời thơ ấu để các mạch trung tâm có thể tự kết nối một cách chính xác. Tuy nhiên, khi làm việc với các mẫu chuột trưởng thành bị LCA, nhóm nghiên cứu đã rất ngạc nhiên về kết quả thu được. Trong một thông cáo báo chí vào tuần trước thì nhóm nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện của họ có thể mở đường cho một sự phát triển của các liệu pháp retinoid để điều trị bệnh mù bẩm sinh LCA ở người trưởng thành. Sang qua Australia, bản tin tiếp nối nói về một cuộc đua ly kỳ, đó là đua xe bay đầu tiên trên thế giới. Tin từ Nam Australia cho biết là trong một cuộc đua xe bay đầu tiên trên thế giới ngang qua một ruộng muối hồng, phi công Zeptapatiali Walsh đã đối đầu với Fabio Tischler lái các phương tiện bay điều khiển từ xa quanh đường đua dài 1 km gần Adelaide với sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo. Những chiếc xe bay dài hơn 4 mét đạt tốc độ khoảng 100 km/h, hoàn thành vòng đua chưa đầy 40 giây. Đường đua có nhiều khúc cua ngặt và vô số các thao tác vượt qua nguy hiểm. Tuy nhiên, Walsh đã thành công về đích đầu tiên. Hai chiếc xe bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng được phát triển bởi công ty Alauda Aerotronics, bao gồm 4 Rotto và hoạt động hoàn toàn bằng điện. Hiện tại thì cuộc đua được điều khiển từ xa, tuy nhiên các nhà tổ chức hy vọng là có thể triển khai bay có người lái trong năm 2023. Trước đây thì các tay đua đã từng đua xe đường thẳng ở miền Nam Australia, nhưng đây là một cuộc đua đầu tiên mà những phương tiện bay cạnh tranh trên đường đua ngoằn ngoèo nhiều khúc cua. Alauda Aeronautics tin tưởng trong tương lai phương tiện của họ có thể sẽ trở thành một dạng thể thao tốc độ mới, cạnh tranh với giải đua công thức 1. Họ thậm chí cho rằng công nghệ này có thể tạo ra cách mạng hóa giao thông. Nhà sáng lập loạt giải đua Airspeeder là ông Matt Pearson chia sẻ rằng cuộc đua đầu tiên góp phần củng cố lời hứa đem đến môn thể thao tốc độ tiên tiến, mới mẻ và thú vị nhất trên thế giới của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng có thể cung cấp nhiều giải đua và nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa. Và cuối cùng trong phần tin tức ngày hôm nay là bản tin giải trí cho biết là nam tài tử The Rock, tên thật là Dwayne Johnson, anh giữ vai chính trong bộ phim Black Adam. Trong một buổi họp báo trực tuyến vào cuối tuần trước, nam tài tử Dwayne Johnson, 50 tuổi, nói về dự án Black Adam. Ông nói rằng, tôi nghĩ là cả ekip đều muốn làm một bộ phim độc đáo và khác biệt trong dòng phim siêu anh hùng thịnh hành. Chúng tôi muốn tạo ra một thời đại cho vũ trụ điện ảnh DC. Bộ phim này giới thiệu nhiều nhân vật mới tới công chúng. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nếu như muốn tôn trọng nguyên tắc để chiều lòng người hâm mộ. Có nhiều điều phải cân bằng và tất cả có trách nhiệm đóng góp. Theo cốt truyện của DC thì Black Adam ban đầu là một anh hùng mang tên là Mighty Adam. Tuy nhiên anh dần thoái hóa và trở thành ác nhân. Trong các tập truyện đầu tiên, Black Adam là tổ tiên gốc Ai Cập của siêu anh hùng Shazam. Anh tìm đến hiện tại để thách thức những hậu duệ. Sau đó, trong một số tập truyện thì các tác giả của DC đã xây dựng anh theo mô típ phản anh hùng, tự nhận là đấng cứu thế và các hành động ác của mình khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
The Rock giải thích về mối quan hệ giữa hai dự án Black Adam và Shazam. Ông nói, Black Adam không phải là một tác phẩm hậu truyện. Ý tôi là phim giới thiệu một nhân vật hoàn toàn mới. Hai năm trước thì thế giới không biết ông ấy là ai. Một số chúng tôi biết về Black Adam nhưng không phải đa số ngoài kia. Khi được hỏi về các điểm chung giữa mình và nhân vật thì Dwayne Johnson trả lời một cách hóm hỉnh rằng ngoài việc cùng biết bay hay là bắn điện, tôi nghĩ điểm giống giữa chúng tôi là người sống có lý tưởng và đam mê. Thật vinh dự khi được đóng vai nhân vật này. Tôi cũng hân hạnh khi có cơ hội cùng với ekip giới thiệu nhóm siêu anh hùng Justice Society of America. Như là nhiều quý vị đã biết, đây là một trong những nhóm siêu anh hùng đầu tiên của vũ trụ DC, có trước cả Justice League. Nam diễn viên The Rock, tên thật là Wayne Johnson, sinh năm 1972, là tài tử hàng đầu của Hollywood. Anh nổi tiếng với những vai cơ bắp có sức mạnh siêu việt. Mới đây thì The Rock đã góp mặt trong một bộ phim trị giá 200 triệu, đó là phim Red Notice cùng với lại Gal Gadot và Ryan Reynolds. Ngoài đóng phim thì anh từng nổi tiếng là một đô vật. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình tin tức trong ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi. Trong tháng xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Chúc quý vị một ngày bình yên và hạnh phúc.